Rồi rồi là thấy cưng không? Ôi, con cái đó. Được được được. Sao cái bà con nữa ạ? Con cua nó rất là to cả nhà. Bự cái bàn tay của An cả nhà. Ai, An chào cả nhà nha. Thì cả nhà, hôm qua An có đặt đâu khoảng 70 cái lợp cua cả nhà. Thì bây giờ sáng cả nhà, An chuẩn bị thăm rồi coi thành quả hôm nay thế nào ha. Thì An mời cả nhà cùng đi chung với An nha. Cua cua cua. Ui, mọi người chi luôn. Đã. Con này cũng được hai ba lại nè. Ba. Ui. Cô thứ một con dạ mốt mồi lại nghe cả nhà. Con cua nó vô nó ăn hết trơn mồi cả nhà. Anh tiếp tục đi thập cái tiếp theo nha. Và cả nhà cùng ăn nha. Ôi. Con này dễ chảy xíu phá lập. Đã quá thấy rồi. Đó. Cua này nhỏ hơn cua nãy. Cua này hơn là cua nãy. Thôi đừng quá chung. Được được được. Sao cái ba con con này khe lại à, không bắt đâu. Ồ, nó đặt cái chèn kì càng bắt con sâu cua nữa kìa, cua kìa. Nó lòi lòi lên thấy cưng không? Trời ơi, con này to. Nó dính cua bự không? Này khẩu độ. Gạch giờ 400 gram mới bắt gạch. Ừ. Còn cua gạch 300 gram nữa bắt cua tứ. Dùng đó hay đây? Bỏ vô dưới cho nó cầm. Còn nó cái không biết con cua gì đây, vậy mới biết. Bữa nay khẩu độ rồi. 5-6 con. Bự bự. Trời ơi, có bữa bọng chốc luôn, không có luôn á. Cái này ở bà cậu mà, chứ có bữa không mà đâu biết đâu. Có khi về khi khác.
con. Con. Con cua. Đây, con cua này nhỏ. 10 ngàn. Có giá luôn. Sao cua đá? Chơi. Hốt nó luôn. Ờ luôn. Một em cua đá. Ôi, có lợp nằm bờ luôn rồi. Nó đặt trên bờ, trên bờ quá. Con này nhỏ. Nhông được cô bự hoài à. Nhỏ coi. Mấy tàu thẹt tét. Mực cha. Em ấy cho chị cha đáng giá là 10k thôi. Yếm vô. Dạ. Cô yếm vô. Cô này chắc khó gặp. Cả nhà ơi, thì An cũng về tới nhà rồi. Giờ thì mình An sẽ quay thằng Bả ngày hôm nay thì đi thăm rồi được như thế nào, quay lại cho cả nhà mình xem nha. Đây. Nãy giờ thăm những mấy cái lợp này cả nhà. Đây con cua này rất là to rồi cả nhà. Bự cái bàn tay của An luôn cả nhà. Rồi, đây còn là con cua đá. Ba con, năm, sáu, bảy con. Ở trong khoang thì được 7 con cả nhà. Còn trong thùng, trong cái xô nữa nè cả nhà. Xô này được 2 con nữa là 9 con. Rồi bên đó thì tôm với cua đá nữa nè cả nhà. Đây. Con này là con ghẹm, này là cua đá, này tôm, tôm tích. Bà kia có dớ qua cái đường này nữa. Con nó chắc hơn 300 gram rồi cha. To. Ừ, 300 cho lỡ luôn. Dạ.
con bự nó đang vò trong đây nè. Con nãy thăm mới có 10 cái đầu, được 6 con rồi. Mấy chục cái sào chết, dính lại gài lâu lâu còn con. Này vô cạnh chặt. Quá to, mười bàn tay hơn mười tay á. Chắc đèn gọn hết nha. À, cả nhà thì giờ cua thì An cũng đã bắt lên rồi, cha cũng có cột lại xong hết trơn cả nhà. Rồi An cũng cảm ơn cả nhà đã xem video của An nha. Nếu mọi người có thấy hay thì cho An xin một lượt like, một lượt đăng ký và một bình luận ở dưới nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.